Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng về phím MU trên cái máy tính Casio, máy tính để bàn của nhãn hàng Casio nhé. Thì cái phím MU này nó cũng có cái tính năng giống như cái phím code, phím cell, phím mắc trên cái những cái máy tính khác ấy. Thì cũng cơ bản là sử dụng để chúng ta thực hiện tính toán cell giá sản phẩm trên cái giá bán lẻ. Khi chúng ta đi mua hàng, các bạn thường thấy những ở trên những trang thương mại điện tử hoặc là những cái shop bán hàng, người ta hay có chương trình sale 50% hay là 60% hay là 40% hay là 30%. Thì những cái giá, những cái chương trình đấy thì người ta cũng phải cộng dồn lên cái giá bán, cộng dồn lên từ cái giá nhập, để khi người ta sale xuống cho các bạn 50%, người ta vẫn phải có lợi nhuận. Mình có một cái váy, giả sử mình có một cái váy giá mình mua vào là 420.000. Bây giờ mình muốn tìm một cái giá bán ra để làm sao từ cái giá bán ra đấy mình thực hiện sale giảm giá cho khách 50% mà mình vẫn có lãi nhé. Thực hiện sale cho khách từ cái giá bán lẻ xuống 50% mà mình vẫn có lãi trên cái giá nhập là 420.000. Đấy. Một bài toán như thế thì nhiều người sẽ nghĩ đơn giản như thế này. Ví dụ như là chúng ta có giá là 420.000 này. Đây là mình nghĩ là cũng sẽ có một số bạn nghĩ như vậy nhé. 420.000 này. Chúng ta muốn sell cho khách 50% và giữ lại lợi nhuận trên 10% thì chúng ta sẽ nhân với, các bạn hay nghĩ này, chúng ta sẽ chỉ cần cộng với 60%. Đúng không? Cộng với 60% thì cái giá bán lẻ sẽ là 672. Nhưng mà khi chúng ta thực hiện sell xuống cho khách, đây, bây giờ mình sẽ sell xuống 50% trên cái giá bán lẻ này nhé. Xem là người tiêu dùng phải trả các bạn bao nhiêu tiền. Đây, chúng ta sẽ trừ đi 50%. 50% thì người tiêu dùng lúc này sẽ phải trả cho các bạn là 336.000. Như vậy là các bạn lỗ, bởi vì cái váy này chúng ta mua 420.000 mà. Đúng không? Nên là Casio nó ra một cái phím MU này để các bạn thực hiện tính được cái bài toán này rất chi là đơn giản, cực kỳ dễ. Còn nếu mà không có những cái phím này ở một số cái máy tính khác thì các bạn phải mò hoặc là đưa ra một con số, gọi là một con số ngẫu nhiên ấy, rồi chúng ta xem tính toán để có được cái giá bán lẻ để chúng ta thực hiện sale nhé. Thì đây, đối với cái phím MU này thì các bạn sử dụng như sau nhé. Ví dụ cái váy là 420.000 này. Đây, 420.000, đây là giá nhập nhé. Giá nhập, để sử dụng phím MU thì chúng ta nhập cái giá nhập vào, xong đó chúng ta ấn phím MU này. Sau đó chúng ta nhập cái lợi nhuận mà chúng ta mong muốn trước khi thực hiện sale nhé. Ví dụ như là 60%. Ấn phím MU, xong đó ấn 60 này, xong ấn phần trăm này. Thì cái giá bán lẻ trước khi sale là 1.050.000. Đây, từ cái giá này thì chúng ta thực hiện từ cái giá này mà các bạn sell 60% thì chúng ta là hòa vốn. Chúng ta thực hiện sell 60% thì nó mới về giá gốc nhé. Đây, mình sẽ thực hiện cho các bạn xem này, trừ đi 60% này thì nó ra 420.000. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái giá bán lẻ đấy, 1.050.000, đúng không? Hôm nãy là mình tính ra là 1.050.000. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện sell 50% cho khách. Thì chúng ta trừ đi 50%. Sau khi sell xuống 50% cho khách thì cái giá mà người tiêu dùng phải trả cho các bạn là 525.000. Như vậy trên cái giá này thì chúng ta mới có lợi nhuận nhé. Hoặc thậm chí chúng ta sell đến 59% thì chúng ta vẫn còn lãi. Đây, ví dụ mình sẽ thực hiện sell 59% nhé. Đây, ví dụ 420.000 này. 420.000 giá gốc phải ấn MU này, 60% này. Cộng lên này, từ cái giá này mình trừ đi 59%. 59% thì chúng ta vẫn có lãi 10.500. Đấy, nó chính xác đến mức như thế. Thì các bạn không phải tính toán mò, chúng ta sẽ dựa trên cái phím MU này để chúng ta thực hiện tính toán được cái giá sell nhé. Tuy nhiên là cái phím MU này thì trên một số máy tính nó sẽ có cách sử dụng khác nhau nhé. Trên đối với những cái máy mà nó có cái phím auto review này, xem lại này, tua đi này, check này. Đấy, những cái phím này thì sử dụng cái cách sử dụng phím MU như vậy nhé. Đấy, còn trên
Còn trên những cái dòng máy tính khác ấy, nó đơn giản như này thôi, nó chỉ có những cái nút ấn, nó không nhiều cái chức năng như cái máy, những cái dòng máy này ấy, mà nó chỉ có những cái thông số thông thường như phím GT, phím MCMR, phím M cộng M trừ và thêm cái phím MU ấy, thì mình cũng đã tìm hiểu qua ấy, thì nó có cái cách tính hơi khác một tí. Vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn sử dụng cái phím MU trên cái mẫu máy máy DG220D Blue ấy. Thì mình thấy ấy, cái phím MU này ở trên hai cái mẫu máy này nó cách sử dụng khác nhau nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng cái phím MU trên những cái mẫu máy mà nó chỉ có phím các phím nhớ M cộng M trừ, xóa và gọi bộ nhớ và cái phím gọi tổng nhé. Thì và cái phím MU này nó chỉ đơn giản có những cái phím này. Còn cái mẫu máy trước là mình là cái mẫu máy nó nhiều chức năng hơn thì sử dụng cái phím MU nó như vậy. Còn ở cái mẫu máy này thì mình cũng đã tìm hiểu thì cái cách sử dụng cái phím MU như sau nhé các bạn nhé. Thì cũng với cái váy với cái giá mua vào là 420.000. Các bạn muốn sử dụng phím MU thì các bạn làm như sau, chúng ta ấn nhập vào cái giá mua của sản phẩm. Sau đó chúng ta ấn phím chia. Sau đó chúng ta hãy nhập vào cái giá trị, cái lợi nhuận mà các bạn mong muốn trước khi sell nhé. Ví dụ cái lợi nhuận mình vẫn là 60%. Ấn 60. Sau đó chúng ta ấn phím MU. Đấy. Đấy nhá, mình nói lại nhé. Chúng ta nhập 420 này, xong chúng ta ấn phím chia này. Ấn phím chia này, sau đó chúng ta nhập cái phần trăm lợi nhuận chúng ta mong muốn, ví dụ là 60% này. Thì chúng ta nhập 60 xong chúng ta ấn phím MU thì nó ra ngay cái giá bán lẻ trước khi thực hiện sale là 1.050.000. Thì vẫn từ cái giá này các bạn chiết khấu cho khách 50%. 50% thì cũng ra cái giá 525.000 nhá. Cái thao tác hoàn toàn khác cái mẫu máy mà vừa rồi mình đã giới thiệu. Đây để mình nói lại với các bạn một lần nữa cho các bạn nhớ nhé. Nhập giá mua vào này, xong đó ấn chia này, sau đó ấn phần trăm mong muốn này, 60% này, sau đó ấn phím MU này thì ra ngay cái giá bán lẻ trước khi chúng ta thực hiện sale nhé. Đấy, vừa rồi là mình đã chia sẻ với các bạn cách sử dụng cái phím MU trên hai cái dòng máy tính này. Trên hai cái mẫu máy tính này thì cái phím MU cách sử dụng nó hơi khác nhau một chút. Đó là cái theo cái cách mà mình đã tìm hiểu được. Còn các bạn nào thấy cái phím MU này nó có thêm tính năng gì thì các bạn xin góp ý cho mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.